Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt, chỉ đạo công tác làm sạch dữ liệu và thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an về công tác làm sạch dữ liệu và thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, toàn lực lượng Công an tỉnh đã tích cực ngày đêm và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến ngày 31 tháng 11 năm 2023, đã thu nhận được 1.845.636 hồ sơ cấp căn cước công dân, trong đó cấp mới căn cước công dân được 1.740.839 hồ sơ. Số thẻ căn cước công dân đã nhận từ Cục C06 là 1.701.833 thẻ và trả được 1.699.632 thẻ cho người dân. Đồng thời, một số đơn vị đã có những cách làm hay hiệu quả như công khai số điện thoại hỗ trợ, hướng dẫn giải pháp cho công dân, ra soát lập danh sách từng trường hợp và phân tích từng nhóm đối tượng, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử lưu động cho học sinh đủ điều kiện, bố trí các trạm thu nhận lưu động vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tại khuôn viên các giáo xứ, giáo họ. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo trong thời gian tới, công an cơ sở tăng cường rà soát để kịp thời điều chỉnh, bổ sung thông tin công dân vào cơ sở dữ liệu về dân cư, đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Tập trung giải quyết triệt để các trường hợp vướng mắc nhằm đảm bảo tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn đều được cấp căn cước công dân và định danh điện tử. Tuyên truyền vận động người dân đăng ký cấp căn cước công dân và thu nhận kích hoạt định danh điện tử, phát huy có hiệu quả tổ công tác triển khai đề án 06, tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương, tập trung theo dõi đôn đốc công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lưu trú qua dịch vụ công, kịp thời chấn chỉnh các đơn vị có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thấp, khắc phục ngay tình trạng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tiếp nhận hồ sơ trực tiếp không qua dịch vụ công trực tuyến. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu đề án 06, phối hợp với các cơ quan ban ngành và đơn vị liên quan để nhập dữ liệu hội viên vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.